Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: em bé đầu tiên được thông tin xuyên bào thai đã ra đời khỏe mạnh. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hai cháu bé ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân bị ngộ độc đã bình phục và xuất viện. Bệnh lý thị giác glaucoma, những điều cần biết. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống tác hại của rượu, bia. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội năm 2024, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng chống tác hại của rượu bia, tập trung tuyên truyền về phòng chống tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội, tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm, tác hại của rượu bia đối với người chưa đủ 18 tuổi, không uống rượu bia trước và trong khi lái xe, thời gian, địa điểm không được uống, không được bán rượu bia và thực hiện các quy định khác trong luật phòng chống tác hại của rượu bia. Liên quan đến trường hợp được thông tin xuyên bào thai đầu tiên tại Việt Nam, được ekip của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cách đây gần một tháng, mới đây sản phụ đã được mổ bắt thai thành công. Các bác sĩ cho biết tình trạng của em bé ngay sau khi ra đời rất ngoạn mục, vượt qua mong đợi của ekip cả hai bệnh viện. Thai đạt 37 tuần 4 ngày, bé trai nặng 2,9 kg. Thông thường, những ca trẻ không có van động mạch phổi thường rất nặng nề, tiên lượng rất xấu, nhưng hôm nay trẻ đã chào đời rất tốt. Ngay sau phẫu thuật, em được ekip hồi sức sơ sinh siêu âm tim ngay tại phòng mổ, đánh giá tình trạng tim kỹ lưỡng. Sau đó đã cho thực hiện ra kể ra với mẹ, bé tự thở khí trời, không cần phải thở oxy. Tim phổi, màu da, cử động của bé như một đứa trẻ bình thường. Người mẹ cũng ổn định sức khỏe, không mất máu. Trước đó, ngày 4 tháng 1 năm 2024, các bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca thông tim bảo thai cho thai nhi 32 tuần bị dị tật tim bẩm sinh nặng. Đây là ca thông tim bảo thai đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Nam Á. Đây là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu, ngang tầm các nước phát triển trong khu vực. Sau hơn 2 tuần cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hai cháu bé ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân bị ngộ độc đã bình phục và xuất viện. Trước đó, hai bệnh nhi được bệnh viện tuyến dưới chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng hôn mê nguy kịch, tiên lượng cực kỳ xấu. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khẩn trương cấp cứu hồi sức, đồng thời hội chẩn liên tục với tuyến trên thống nhất phác đồ điều trị cho bệnh nhi. Bằng sự nỗ lực tận tâm của cán bộ y bác sĩ điều dưỡng, sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, cả hai cháu bé đã thoát khỏi cửa tử, trở về trong vòng tay ấm áp yêu thương của gia đình, cùng niềm vui mừng khôn xiết của người thân và các y bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, hai cháu bé đã hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng. Năm 2023, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận thành công 14 gói đào tạo chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trung ương. Xác định nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu, Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa thường xuyên gửi các ekip bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương. Bệnh viện cũng đã được quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Đến nay, đã có gần 8.000 dịch vụ kỹ thuật được triển khai tại Bệnh viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai và chỉ rất ít bệnh viện tuyến tỉnh trên toàn quốc thực hiện được. Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân Thanh Hóa được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao ngay tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, rau xanh hoạt động như chất xúc tác, giúp cơ thể luôn trong trạng thái cân đối và khỏe mạnh. Và đó là lý do tại sao các chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên bổ sung nhiều rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày. Sau đây là những loại rau xanh được khuyên dùng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và trao đổi chất. Rau chân vịt chứa nhiều sắt, vitamin A và C, đồng thời là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Cải xoăn, dầu chất xơ, vitamin K, A và C là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào. Rau cải xanh, loại rau này có hương vị cay đặc trưng và chứa nhiều vitamin A, C và K. Đậu xanh là một loại rau ít calo, chứa nhiều vitamin A và C, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho làn da khỏe mạnh. Đậu xanh cũng có chất chống oxy hóa và hàm lượng chất xơ giúp giảm cân. Bắp cải, giàu vitamin C và đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen giúp làn da khỏe mạnh. Nó cũng chứa glucosinolate và có đặc tính chống ung thư. Súp lơ chứa nhiều choline, một hợp chất hỗ trợ sức khỏe và sự phát triển của não.
nó cũng giàu chất chống oxy hóa, giúp chống viêm. Glaucom là một bệnh nguy hiểm và phức tạp trong nhãn khoa. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, glaucom là nguyên nhân đứng thứ hai gây mù lòa sau đục thủy tinh thể và là nguyên nhân hàng đầu gây mù không hồi phục. Không có thuốc điều trị hoặc phẫu thuật nào có thể phục hồi được những tổn thương, chức năng và thực thể do glaucom gây ra. Vì nguyên nhân sinh bệnh chưa rõ ràng nên không thể phòng bệnh glaucom được. Do đó, việc tầm soát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng. Sau 3 ngày xuất hiện triệu chứng đau nhức mắt trái, bà Phạm Thị Xuyên ở xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa đã đến khám tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa. Bệnh nhân được chẩn đoán glaucom giai đoạn sớm, thị lực còn 9 trên 10, được chỉ định điều trị laser, kết hợp dùng thuốc hạ nhãn áp. Do được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nên bệnh nhân giữ được thị lực do chưa có tổn thương thị giác. Không may mắn như bà Xuyên, sau gần 1 năm xuất hiện các triệu chứng nhìn mờ, nhòe, bệnh nhân này mới đi khám mắt. Kết quả, bệnh nhân được chẩn đoán bị glaucom giai đoạn muộn, thị lực của bệnh nhân gần như mất hẳn. Mặc dù được phẫu thuật, nhưng bệnh nhân không thể khôi phục được thị lực. Nhưng mắt mờ luôn, không thấy được. Thế là mãi đến tháng 6 mới đi khám. Khám thì Thanh Hóa bác sĩ viêm được thống rồi, không thể chữa được xá được nữa. Cái phẫu thuật rồi cũng thấy mờ mờ đấy thôi chứ không xá được nữa. Có một loại thẻ glaucom, nó là thẻ glaucom cấp hay là còn gọi là thẻ glaucom góc đóng, thì bệnh nhân có biểu hiện là đau nhức, nhìn mờ và thường được khám ngay. Nhưng mà đối với những glaucom góc mở và một số glaucom khác thì hầu như không có biểu hiện gì cả cho đến khi mà giai đoạn nặng của bệnh. Chính vì thế mà rất nhiều bệnh nhân đến khám và đã ở trong giai đoạn muộn và không thể hồi phục được. Vì glaucom bản chất là bệnh lý mà tổn thương dây thần kinh của mắt, tổn thương này là tổn thương vĩnh viễn, không hồi phục được. Glaucom là bệnh lý thị giác đứng thứ hai trong các nguyên nhân gây mù lòa. Những tổn thương do bệnh glaucom không có khả năng hồi phục. Thế nhưng hiện nay, đa phần bệnh nhân mắc glaucom đến khám ở giai đoạn muộn khi bệnh đã tiến triển nặng, tổn thương thị giác. Với những bệnh nhân này, việc điều trị chỉ có thể duy trì thị lực hiện tại và khắc phục các triệu chứng của bệnh nhân. Chúng tôi khuyến cáo là tất cả những cái người dân, mà nhất là những cái người dân mà trên 35 tuổi là cũng thường xuyên là nên đi khám mắt định kỳ, ví dụ như thể là 3 tháng đến 6 tháng chúng ta có thể đi khám mắt một lần. Thứ hai nữa là chúng ta không thể là không được tự ý là dùng thuốc tra tại chỗ, hoặc là có thể là dùng thuốc đường toàn thân mà có chứa các cái thành phần corticoid khi mà chúng ta bị các cái bệnh về mắt cũng như là bị các cái bệnh toàn thân, mà chúng ta nên đi thăm khám chuyên khoa để xin ý kiến các bác sĩ, cũng như là cái việc dùng các cái thuốc đấy thì phải có cái sự theo dõi là chặt chẽ. Chúng ta cần phải tầm soát khám định kỳ cho những đối tượng sau. Thứ nhất là tất cả những người mà trên 40 tuổi. Với thứ hai rằng là những người mà có tiền sử gia đình có người mắc bệnh glaucoma. Thứ ba là những người mà có tiền sử bản thân mắc các bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, hội chứng rối loạn vận mạch đầu chi, hội chứng ngừng thở khi ngủ. Thứ tư đó là những cái người mà có các bệnh lý hoặc các tật tại mắt, ví dụ như cận thị, viễn thị, viêm màng màu đào và các chấn thương, các bệnh lý bẩm sinh tại mắt. Hiện nay, điều trị glaucom có nhiều phương pháp, dùng thuốc, laser, phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả điều trị và tiên lượng bệnh phụ thuộc rất nhiều vào thời gian phát hiện bệnh và sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh glaucom cần phải được chăm sóc, theo dõi thường xuyên, theo một quy trình chặt chẽ từ khi được phát hiện bệnh, được điều trị cho đến hết quãng đời còn lại, nhằm kiểm soát được diễn biến bệnh, hạn chế tối đa tổn hại về thực thể và chức năng thị giác. Do vậy, mỗi bệnh nhân glaucom cần được lập hồ sơ theo dõi suốt đời, khám định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần. Những thông tin về bệnh lý thị giác glaucom cũng đã khép lại bản tin sức khỏe ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trên kênh TTV của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.